Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em đã vào diễn đàn. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 2022, 2 giờ 25 phút buổi chiều giờ California. Tôi xin tóm lược cái chiến sự Ukraine chống Nga ngày thứ 35. Đây là quân đội của Ukraine đang ở trong cái freeway ở ngoài vùng ngoại ô của thủ đô Kiev. Đang phòng thủ khi mà Nga nó rút viện đánh lui đó, thì nó rút ra, thì bây giờ quân của Ukraine đã kiểm soát ở trong cái vùng xa lộ vùng ngoại ô. Đây là những chiến xa ngụy trang, mình thấy ngụy trang cái này nó cũng thấy thôi, rồi những cái xe đầu bò, xe bọc thép đang ở trên xa lộ của thủ đô Kiev. Thấy xe vẫn chạy, cũng nhiều xe dân sự chạy qua chạy lại đó. Đây là những người lính ngồi ở trên xe tăng để chuẩn bị phòng thủ nếu mà Nga nó trở lại nó đánh. Nó ngụy trang, nó ngụy trang nha, nhưng mà mình nghĩ ngụy trang là kiểu nào máy bay nó nhìn xuống nó cũng thấy chứ ha. Ở trên phi quay mà tự nhiên có một cái có cái cục vậy thì nó không thấy, còn mấy chiếc kia thì mình thấy không có ngụy trang gì cả. Đây là những người lính cũng có chó rồi, chắc này là chó nghiệp vụ. Đây là những cái chiến xa của Nga nó bị bắn ấy, bị cháy bỏ lại. Những cái nhà của dân bị tàn phá. Anh này thì anh nói là anh cũng lính Ukraine cũng đẩy lùi cái quân Nga, từ từ cũng đẩy lùi, nhưng mà anh ta nói thì nó không có cơ hội để mà nó trở lại. Nó đang vô trong đây là một sự lầm lẫn của nó, không có cái cơ hội để trở lại đâu, và cái những người lính Ukraine sẽ chiến thắng. Đây là những cái đồ mà của Nga để lại, anh đã đẩy lùi cái quân Nga. Đây là những cái nơi mà dân làng thường có lúc ở lúc trước ở đây. Đây là cái vùng mà ở phía đông của cái thành phố Kiev, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thì từ ngày đầu khởi chiến đến nay thì Nga nó đã thất bại, nó cố lấy nhưng mà rốt cuộc nó đã rút lui về rồi. Đây là cái chiến xa mà bắn sao mà xích ra cái đầu đó luôn. Mình nghĩ bắn kiểu này chắc cái người cháy luôn rồi, chết luôn chứ đâu qua. Sốc nổi. Đây là con đường, đây là con đường mà Nga nó đi vào địa ngục. Anh vô con đường này. Nó tràn do tấn công bên Ukraine đó, nhưng mà nó bị thiệt hại rất là nặng nề và lính Nga chết cũng nhiều. Đây là những cái chiến xa của Ukraine nó đi. And the battle has only just begun. Đây là những người lính Ukraine họ đi hành quân trên cái xe đầu bò, xe bọc sắt. And mutual trust, we saw Ukrainian troops getting ready, digging in and re-equipping for the difficult days ahead. They are fortifying the local road system, building barricades with concrete and blocks of granite. Đây là những người lính của Ukraine đang đi trên xe. Ngồi trên xe đông thì nó bắn một phát này. Nga nó bắn một phát là tổn thất. Đây là cái vùng ngoại ô đó, như là một cái thành phố nhỏ. Bây giờ Nga nó đã quanh chặt lại, thả bom, cái bom to lỗ to như cái nhà vậy đó. Cho nó sang bằng hết, thành ra bình địa hết à. Yet the mood of Ukrainian troops is high. Russia's much vaunted military seems to instill little fear. Hôm nay anh lấy được cái chiến xa của Nga thì anh mừng. Who also swore at Vladimir Putin. Then the Russian military reminded us
they weren't very far away. Their boundless confidence came as something of a surprise, despite weeks of intense combat. Không có sợ. These men were not afraid. Là những chiến xa của Ukraine, họ ngụy trang, coi như là núp dưới hầm, để phòng thủ. Хай літають, все одно скоро самолітики з танчиками вміють свойство закінчуватися вместе з солдатиками. А там вже будемо балакати. Трошки по-другому. Đây là cái thành phố Chernihiv mà Nga nó đã bắn phá hết. Thì đây là có những cái chứng minh là cái tội ác chiến tranh đó, đã bắn vô. Đây là ông thống đốc của một cái tiểu bang bên Nga, xin lỗi, bên Ukraine. Do we believe this? Of course not. Ông cũng ở lại chiến đấu, không qua đi. Chiến xa của Nga bị quân Ukraine bắn cháy. Russian forces have failed to dislodge the defenders of Ukraine's second biggest city in weeks of fierce fighting, and have now been routed from this village on its outskirts. Anh này cũng chiếu lại khúc này. Lấy người vừa qua rồi, anh này là người lính á. Anh cũng nói là quân Ukraine, quân Nga mà nó vô cái nước Ukraine đó là một cái sự lầm lẫn của nó không có cơ hội thắng đâu. Đây là những cái nơi mà Nga đó đã bắn quả tiễn vô, thả bom vô. Đây là những cái thành phố mà nó bắn vô. Nó so sánh lúc trước và lúc sau phía một bên. Lúc trước đây là cái hội nghị ngày hôm qua đó, hòa đàm ngày hôm qua giữa hai bên. Thì bên Nga thì nó nói trong cái hòa đàm nó có mấy cái không có thể thay đổi, như cái bán đảo Ukraine với là hai cái vùng Donetsk, vùng tự trị đó. Là cái hòa đàm đó không có bao giờ thay đổi, cái đó là quyết định, cái đó nó thuộc về Nga rồi. Ông này là cái trưởng phái đoàn đàm phán ngày hôm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 ngày 28 đến ngày 30 đó. Ông là trưởng phái đoàn đại diện cho Nga. Nhưng mà ông không có, ngày hôm qua thì không có nói là cái hiệp định nó như thế nào chưa. Đúng rồi, đây là Nga nó muốn biểu diễn, đúng rồi đó. Của Bộ Quốc phòng Nga đó, nó bắn quả tiễn này, nó cũng như là khoe, nó cảnh cáo đó. Đây là những cái nơi mà Nga đã bắn xuống, phá đó. Những cái chiến cụ của Nga này đó, bị bắn phá bỏ lại, bị Ukraine bắn phá bỏ lại. Đến đây là hết cái video ngày thứ 35 Ukraine chống Nga. Và cảm ơn tất cả quý anh chị em đã vào diễn đàn. Chúc quý anh chị em một ngày bình an. Tạm biệt.